Rồi, mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV nha. Các bạn ơi, hiện tại đây là một cái sản phẩm mình vừa làm ra các bạn. Thì đây là một cái tàu lá dừa của mình ha. Mình đã đang thành một cái cổng để hàng rào nha các bạn. Cổng hàng rào trong các dịp lễ cưới rồi nè. Đó. Thì các bạn làm cái này rất là đẹp ha. Đây là một mặt bên của nó nha. Mình chuẩn bị làm thêm một mặt nữa các bạn. Nguyên liệu mình là chỉ là một cái tàu lá dừa thôi nha các bạn. Đó. Để có cái dừa. Đó. Đây là cái sản phẩm mình mới vừa đang xong ha. Đây các bạn. Đây là đỉnh đầu của nó. Thì các bạn, đây là một phần một bên, và đây một bên còn lại. Một bên còn lại mình chuẩn bị mình đang là rồi, mà các bạn theo dõi video mình ha. Mình bắt đầu mình sẽ đang một cái bên phần còn lại nha. Rồi, ok các bạn ơi, giờ mình sẽ tiến hành mình đan cái phần còn lại của cái tàu lá dừa để mình làm cái cặp trang trí các lễ tiệc ha, để cưới rồi nha các bạn. Đó. Thì trước tiên thì các bạn chọn một tàu lá dừa đẹp cho mình ha, đừng có hư hao gì ha. Đó, mình sẽ chặt bớt vài tàu lá dừa bên một góc bên đây ha. Chặt khoảng 3-4 tàu được các bạn. Thì mình chặt hơi dài dài đang chừa cái chân một hồi mình cắm vô cái trụ các bạn. Thì có ba bên phần còn lại thì có ăn chùa khoảng 4-5 tàu cho mình. Rồi. Thì giờ mình bắt vào rồi mình đan ha. Thì ở bên phần bên kia mình sẽ bắt chéo qua như vậy nha các bạn. Bắt chéo luôn trên ha. Sao cho cái gân dừa nó nằm ở phía trên nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ đan bên dưới cái tàu lá dừa còn lại. Đó. Mình sẽ bắt ở bên dưới nha các bạn. Rồi. Mình đan theo kiểu là đan 51 nha các bạn. Đó. Một trên một dưới, một trên một dưới. Và cho hết cái tàu lá dừa còn lại luôn. Đó. Rồi. Sau khi đang cắt tàu lá dừa lại với nhau thì mình sẽ kéo cho nó sát vô cái thân của cái gân dừa nha các bạn. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ làm những tàu còn lại như thế. Mình sẽ tiếp tục làm những cái tàu mé bên kia. Mình sẽ bẻ và mình sẽ đang tiếp tục như thế luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ bẻ tàu thứ hai. Ok các bạn, thì cái phần còn lại của cái chóp nè, các bạn bẻ lại một góc như thế này ha, rồi các bạn đan cũng như vậy luôn, nó mình một trên một dưới luôn, đó cái tàu dư nè, những cái dư còn lại của cái chóp dưới đó, để mình đan cho nó đẹp thêm các bạn. Đó. Đó. Tàu thứ hai mình cũng bẻ như vậy luôn nha các bạn, đây, đây mình kéo cho chặt vô nha. Tàu thứ hai mình cũng bẻ như vậy luôn, rồi sau khi bẻ xong như vậy thì các bạn sử dụng kẹp nha. Các bạn bấm lại cho nó cố định và nó đẹp hơn nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì nãy giờ sau một hồi đan thì mình đã đan gần xong cái một bên của cái cổng cưới nha các bạn. Cái cổng gào này nha. Đó, giờ thì còn mấy lá nữa để mình đan cho xong luôn.
Thì cái đỉnh đầu chỗ này á, thì các bạn tùy các bạn nha, các bạn có thể o đẹp như hay xấu là do các bạn thôi. Mình o tới, mình sẽ đan luôn tới cái ngọn luôn thì cho nó có cái đường cong á. Rồi một hồi mình sẽ dùng kẹp á, mình kẹp lại cho nó ghim bấm á, mình bấm lại cho nó đẹp hơn. Nếu mà khi mà các bạn uốn cong cái cổng gào lại này thì nó sẽ không bị xúc những cái tàu lá dừa ra. Thì các bạn kéo cho nó chặt lại cho mình ha, chỗ này đó. Thường thường đa phần những cái tàu lá dừa như thế này các bạn thì mình sẽ trang trí vào hai cái trụ chính của cái cổng nha các bạn, thì làm nó dựng đứng với nhau, nhìn hai cái trụ nó sẽ song song với nhau, nhìn rất đẹp. Đây mình đang còn vài tàu nữa là xong rồi các bạn, rồi mình sẽ đem ra ngoài rồi mình sẽ gắp lại hai tàu với nhau cho các bạn xem ha. Đây chỗ này nè, các bạn bo lại rồi xong các bạn lấy kẹ kim bấm á, các bạn bấm lại cho nó cứng lại luôn. Này đây mình làm cho xong mấy tàu còn lại luôn các bạn. Rồi ok các bạn ơi, mình đã hoàn thành xong một cái phần bên còn lại của cái cổng gào nha các bạn. Đó, cổng cưới nha. Đó. Nhớ như vậy là mình đã hoàn thành xong cái cổng gào bằng lá dừa nha các bạn. Đây, cái cổng này mình có thể trang trí cổng cưới rất đẹp nha. Ở bên trên mình có thể làm một cái thanh trắng ngang để mình để cái bảng ha. Hoặc mình làm cái tấm màn bằng lá dừa luôn nha các bạn. Đó, còn cái này các bạn có thể trang trí thêm ha. Cái này mình chỉ là làm cái mô hình hai cái bên cái hai cái cột trụ cột cho các bạn ha. Mình có thể làm dài thêm ra thêm nữa. Đó. Đây, nhìn rất đơn giản nha, nhưng mà nguyên liệu sẵn có tại nhà nha các bạn. Đó. Cái này mình có thể làm cũng gạo nè, trang trí tiệc hội đám cưới đồ rất rất hay. Đó. Đây cái cổng này thì mình chỉ làm mô hình mẫu thôi nha các bạn.